Con tên là Jinania, con là người đồng bào dân tộc Ê Đê, học lớp 7A5, trường Trung học cơ sở Y Ngâm Nê Cà Đăm. Hiện tại con 12 tuổi, con đang sống với bà ngoại và hai dì. Sau khi sinh ra con, mẹ con ngã bệnh. Khi con được 3 tháng tuổi thì mẹ con qua đời. Sau một thời gian thì bố của con cũng qua đời. Bà con hơn 56 tuổi, công việc của bà thường ngày là cào hạt điều. Mỗi lần lấy thì 30 kg, một tuần mới được 110.000. Rất vất vả, có khi là trúng tay bị đứt tay. Rồi là tay sưng, sưng to lắm, có khi sưng to từng này mà mới đây mới khỏi. Dì lớn thì bị bệnh tim từ nhỏ, dì út thì bị cái cắt vô mắt. Đau mắt hơn 2 năm, bác sĩ nói là phải mổ mắt. Một bên mắt của dì mờ không thấy gì, còn một mắt thì cũng thấy tạm tạm. Vì vậy nên hai dì của con không có công việc ổn định, ở nhà phụ giúp bà cạo hạt điều. Tôi cố gắng lên cạo hạt điều là kiếm tiền lo cho gia đình. Tôi thương dì nà lắm, dì nà không có bố mẹ. Đi học hoặc về là rửa chén, lau nhà, giúp bà. Hoặc là có hát điêu là cả hát điêu. Bên cạnh đó con phụ bà rọc lá chuối, hái bơ. Mỗi lần thì con đi bán lá chuối với bơ, con được 40, có khi là 30. Cho nên con mua đồ 20, trong túi con còn 10.000. Nên con thấy một người thì không có tay chân, còn một người thì bị khuyết tật. Con thấy tội xong rồi và con đi đổi cho nhà tạp hóa 5.000, 5.000 xong rồi con đưa cho họ. Con thấy việc làm đó rất vui. Nếu như sau này và con không gặp được nhiều nhiều người tốt thì con sẽ trở thành một người tốt. Bây giờ con đã muốn học bỏ vào Việt Nam tại vì con muốn bảo vệ gia đình của mình. Mỗi ngày con đi học bằng xe đạp, trời mưa to, quần xanh áo trắng ướt và mũ đội cũng ướt. Con cũng cố gắng đi học tại vì cô giáo thường nói rằng cơm cha áo mẹ chớ thầy, gắng công mà học có ngày thành danh. Nhà con hiện tại thì không có nhà vệ sinh, con thấy rất bất tiện tại vì bà của con và hai dì con và con đều là phụ nữ. Tuy gia đình khó khăn nhưng cháu Hờ Rina là một cháu rất ngoan ngoãn, học tập đạt là gọi là học sinh tiên tiến trong các năm vừa qua. Tuy hoàn cảnh của gia đình cháu là 4 người, cũng như là 3 người đau bệnh, thì riêng cháu là tôi là người địa phương mà làm công tác nhân đạo, thì tôi khuyên cháu là cố gắng học tập để mà sau này đền đáp lại công ơn của bà ngoại, nhất là bà ngoại nuôi từ nhỏ giờ. Cháu cố gắng học tập để vươn lên chính mình. Con rất thích đi học, ước mơ sau này của con được trở thành bác sĩ để con chữa bệnh cho hai dì và bà. Con vẽ tranh thì con thấy rất vui và cô giáo thấy con vẽ tranh đẹp như vậy xong rồi cô chọn con vẽ tranh cấp huyện nên con được giải nhì, con được 500. Lúc đó con rất là vui tại vì có tiền phụ giúp gia đình. Cuộc sống của con rất rất khó khăn, có khi là không có đồ ăn. Bà con đi vay gạo nhà hàng xóm xong rồi có là bà con trả lại cho họ. Về đồ ăn thì con thấy là mì xào. Mặc dù bữa cơm của con rất đơn giản nhưng mà đầy tình thương ấm áp của bà và hai dì, con thấy rất vui và hạnh phúc khi được bên người thân. Bà con mỗi ngày thì lớn tuổi, sức khỏe càng ngày yếu đi, chân tay bà run rẩy, làm một lúc thì mỏi chân tay hoặc là đau. Con thấy rất buồn, con nghĩ rằng một ngày nào đó con không có bà bên cạnh và hai dì bên cạnh, có
con sống cô đơn một mình. Tôi con có sức khỏe là tôi cố gắng đi làm cho chị Na đi học. Sau này là chị Na cũng cuộc sống chị Na cũng tốt hơn. Bà ơi, con thương bà nhiều lắm. Con chúc bà nhiều sức khỏe, sống lâu trăm tuổi. Để sau này con phụng dưỡng cho bà.